chào mọi người, hôm nay chúng ta lại quay trở lại với chương trình Sài Gòn Atlantic City. Và chủ đề hôm nay của chúng ta là tầm quan trọng của việc học thuật toán. Và hôm nay thì khách mời của chúng ta là anh Phạm Nguyễn Sơn Tùng, là giảng viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Và anh sẽ chia sẻ với chúng ta lý do về tầm quan trọng của việc học thuật toán. Anh tên là Phạm Nguyễn Sơn Tùng, hiện đang là giảng viên của Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Tự nhiên Hồ Chí Minh. Thì anh có 5 năm là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển thuật toán ICM ICBC của Đại học Khoa học Tự nhiên. Hiện thì anh cũng đang run một cái startup với những người bạn của anh có tên là Bigo Coding. Thì cái dự án này sẽ giảng dạy cho những bạn học sinh, sinh viên và những bạn đi làm học thuật toán để mình có thể phát triển được cái khả năng tư duy cũng như là áp dụng vào các những cái công cụ để mình áp dụng vào cái nghề nghiệp của mình. Việc học thuật toán á, thì nó giống như là mình xây một cái móng, một cái ngôi nhà. Thì thường thì em muốn xây một cái ngôi nhà mà lên cao thì cái móng của em phải chắc. Và sau đó thì em mới tính tới chuyện là làm cái nhà của mình nó đẹp như thế nào. Nếu như mà em xây cái móng của mình nó yếu quá thì khi mà lên tới tầng 1, tầng 2 thôi là nó bắt đầu sụp rồi. Thì học thuật toán cũng vậy, em phải có một cái căn cơ lập trình chắc. Phải học thuật toán chắc thì sau này việc em học lên cao nó rất là có lợi. Cái điểm tiếp theo nữa là cái việc học thuật toán sẽ phát triển cho em cái khả năng là tư duy và giải quyết vấn đề. Tức có nghĩa là khi em học thuật toán em sẽ gặp rất nhiều những cái bài toán khác nhau ở trên thực tế. Thì khi em gặp như vậy em sẽ bị người ta sẽ cho em một cái giới hạn về mặt thời gian, giới hạn về mặt vùng nhớ, giới hạn về mặt con người. Thì bằng cách nào đó em có thể giải quyết được cái bài toán đó, dùng những thuật toán để giải quyết bài toán đó. Thì như vậy thì cái kỹ năng của em lâu ngày khi học sẽ phát triển rất là nhiều. Công ty lớn nước ngoài họ có các tuyển dụng rất là khác. Ngoài những kỳ tuyển dụng bình thường họ có hỏi thuật toán rồi, thì họ có những tổ chức những cái kỳ thi. Thì thí dụ như Google nó có là Google Code Challenge, Facebook thì có Facebook Hacker Cup, Samsung thì có Samsung Challenge. Thì họ đưa ra những cái bài toán ở những cái vòng mà càng về sau là những cái vòng mà những bài toán họ chưa giải được. Có những bài toán họ chưa giải được, họ không có đáp án. Tức là thế là họ tổ chức một cái kỳ thi. Và khi mà bạn vào tới những cái vòng đó, bạn giải được những cái bài toán đó rồi, thì tức có nghĩa rằng bạn là một người nhân tài và họ cần những người như bạn. Thì ngay sau đó, ngay khi mà bạn giải được những cái bài toán đó hoặc là bạn đứng top những kỳ thi của Google hay Facebook, thì bạn ngay lập tức được một cái offer full time chẳng hạn, hoặc là một cái buổi interview để bạn có thể làm việc cho Google hoặc Facebook luôn. Mình chia sẻ rất là nhiều những cái cách học thuật toán ở trên cái Facebook cá nhân của mình. Tức là từ một người không biết gì, chỉ biết lập trình thôi, thì bạn phải đọc cuốn sách nào, bạn phải làm thực hành như thế nào để mình học cho nó tốt. Tại vì học thuật toán nhiều khi bạn sẽ bị có một vấn đề là bạn học hoài mà không tiến bộ. Chính vì vậy nghe một lời khuyên của một người đi trước hoặc là tham khảo cái cách của một người nào đó đã từng thành công trong việc học thuật toán rồi là một điều rất có ích cho các bạn. Thì bạn có thể lên trang Facebook của mình, rồi các bạn xem những cái cuốn sách các bạn đọc hết rồi thực hành, có trang thực hành luôn. Bạn thuật toán có thể tự học được, không nhất thiết là bạn phải học ở trung tâm hay làm gì đó. Nhưng mà khi bạn tự học bạn phải có một cái nỗ lực phải nói là gấp đôi gấp ba người khác, thì bạn hoàn toàn có khả năng tự học và để giỏi được thuật toán. Theo anh nghĩ thì cái thuật toán này nó không phải là một cái chiếc đũa thần em có thể làm mọi thứ vấn đề, không phải như vậy. Cũng không phải là em cứ học thuật toán rồi em sẽ là một người thành công trong nghề thông tin. Nhưng mà khi em học thuật toán, cái điều quan trọng nhất là em được phát triển cái tư duy của mình, cái khả năng mà mình làm việc với những cái vấn đề khó. Cái nữa là học thuật toán nó rất là khó. Nó là có nhiều bạn theo cũng rất là bỏ nhiều thời gian theo rồi nhưng mà cũng đã bỏ cuộc. Nên nó không phải là dễ dàng để học. Tuy nhiên cái gì thì mình nghĩ nó cũng có cái giá của nó. Mình bỏ thời gian ra mình đầu tư thì nó chắc chắn rằng nó sẽ đem lại cho mình cái lợi ích sau này của mình. Hiện thì anh cũng đang run một cái startup với những người bạn của anh có tên là Bigo Coding. Thì cái dự án này sẽ giảng dạy cho những bạn học sinh, sinh viên và những bạn đi làm
học thuật toán để mình có thể phát triển được cái khả năng tư duy cũng như là áp dụng vào các những cái công cụ để mình áp dụng vào cái nghề nghiệp của mình. Cảm ơn anh với cái chia sẻ của anh về học thuật toán và học Big O của mình, và mong là qua cái lời chia sẻ của anh Tùng thì mọi người đã hiểu hơn được về tầm quan trọng cũng như là cách học thuật toán. Và nếu mà mọi người muốn tìm hiểu thêm về lớp học của anh Tùng hay là muốn hỏi thêm gì về anh Tùng thì mọi người có thể liên hệ với cả ban tổ chức để được đặt câu hỏi đối với anh.